còn 2 ngày nữa thôi là tới đám cưới rồi. Cái chương trình văn nghệ không có ai chịu lo hết trơn á trời á. Nhờ thằng Dẹo, nó đòi lương cao nó không chịu nhận. Thôi qua sớm trên nhờ ông Duyên hẳn thử coi sao. Hôm nay về thăm lại bến đò xưa nhiều kỷ niệm. Xa xôi nhiều năm rồi lòng vẫn nhớ mà tình vẫn thưa. Tiếng ai nghe quen. Trên con đường quen thuộc ngày nào tôi đứng đây chờ em. Đây lối một ngày xưa có một mình tôi thơ thẩn trong chiều. Thời gian trôi như nước chảy qua cầu. Năm nổ. Ê, nào, nào gọi tên tao. Hả? Anh Năm là Năm nha. Không kêu Năm nổ nha. Tầm bậy tầm bạ tao nghe một cái thôi. Tao đá một cái không còn có răng ăn cháo bây giờ. Nào hả? Năm nổ. Kìa, sao? Lũ đà. Mày còn nổ tao nữa mày kêu tao hả? Ê, không kêu tầm bậy nha. Ủa, không kêu Năm nổ nha. Không kêu anh Năm nổ hả? Tấn Bèo. Gì? Tấn Bèo. Trời ơi, cha. Nông nổ nó nông nổ đi, đổi Tấn Bèo nào vậy? Đồng cảm đi mày. Lên thành phố mấy năm đổi Tấn Bèo rồi, không dám để nông nổ. Làm nghệ sĩ để nông nổ, ai coi anh? Anh khỏe không anh? Khỏe bây giờ thăm mày, mà anh nằm bệnh viện rồi. Vậy cho mỗi câu lấy hơn nha. Lấy hơn. Tình cảm không? Tình cảm luôn. Hỏi gì cứ hỏi. Dạo này cái đầu còn ghẻ. Mấy năm rồi, đổi Tấn Bèo là ai nè. Mày nghĩ sao còn? Dưới quê tao gọi đầu bằng xà bóng bột. Cho nên cái đầu tao bị dị ứng. Ừ. Lên thành phố gọi đầu bằng ô mô không. Giờ mày giặt miếng kiếm là thuốc không có. Trời ơi, hèn chi thấy anh trắng luôn trước anh Năm ơi. Trắng không? Trắng. Có gì đâu khó hiểu. Dưới quê tắm sông, tắm giếng, nước phèn, ăn da tao nó đẹp. Lên thành phố tao tắm sữa. Hả? Anh Năm tắm sữa? Tiến tắm ba hũ sữa chua. Trời ơi anh Năm. Anh Năm dám tắm kêu gia đình mày tắm. Giờ ùa tắm như kiến bu tao hả? Anh Năm mới nói là sữa chua. Gặp tao mà nói bậy không à. Sữa chua tắm khác. Dâu hoàng khác, nó còn bay tầm bà. Nó trong xã nghe nó cười chết, biết chưa? Chắc nhờ tắm ba cái sữa chua á. Sao? Cho nên hình như em thấy anh Năm đẹp trai ra nghe. Cái chuyện đó thì có cái thiệt không? Thiệt chứ. Đừng gạt tao nghe. Ừ. Cái gì nói chơi thì nói thiệt thì nói. Đừng đem sắc đẹp người ta ra đùa giỡn nghe. Anh Năm đẹp lắm. Đẹp không? Quá đẹp. Thiệt phải không? Thiệt luôn á. Hèn chứ bây giờ mày khen nó tao mới phát hiện. Hả? Mày biết không, ở thành phố mỗi lần chương trình đại nhạc hội vừa tan ra mà bước ra cửa rạp một cái thôi 400-500 em thiếu nhi buồn gì dữ vậy. Xin hình thì mấy em thiếu nhi thương yêu nghệ sĩ xin hình là chuyện bình thường, nhưng mà xin hình tao không có bình thường giống như người nghệ sĩ khác đi chung với tao của thằng Lam Trường đi kế nữa. Mà mấy em xin hình của Lam Trường có một tấm kỷ niệm thôi, còn mấy em dây tao kính bích hết mỗi em xin tâm lần 400-500 tâm. Xin chi nhiều quá vậy anh Năm? Mới vậy nó ngạc nhiên, nó hỏi liền tại cửa. Nó hỏi mấy em ơi, tại sao mấy em xin hình của anh Lam Trường có một tấm kỷ niệm, còn mấy em xin hình anh chi tới 400-500 tâm như vậy? Mấy em trả lời mấy em trả lời gì? Mấy em nói xin hình anh về bỏ vô bịch me bán. Nghe dễ nóng không? Nghệ sĩ chụp mấy ngàn nỡ nào bỏ vô me bán có 500 thôi. Hèn chi giờ tất cả nó chua lét mà tao không biết mày. Ý anh Năm nhắc bịch me mới nhớ. Như vậy hèn chi cái bà bán bịch me trước nhà em nè. Sao có hình hình giống hình như anh hả? Tao chứ ai, hình tao bỏ vô bịch me bán toàn quốc. Cho nên khán giả biết tao nhờ bịch me. Sau này nó vừa xuất hiện ở sân khấu ở dưới khán giả làm cái rần. Khán giả la gì? Ở kia ca sĩ bịch me. Thì con tao bị thua, làm sao tao hát cho nổi mày. Từ giờ đó tao không hát nữa, nghỉ luôn, không còn hát nữa. Vậy chứ bây giờ anh làm cái gì anh Năm? Làm bầu show, tổ chức đại nhạc hội thành phố, lễ cưới tiệc tùng sinh nhật gì tao trùng hết. Anh Năm nói thiệt chứ? Tao gạt mày làm cái gì? Vậy anh Năm tổ chức đám cưới cho em được không? Được. Lo cho em cái phần văn nghệ anh Năm ơi. Mày cưới vợ hả? Em cưới vợ. Vậy sao? Ừ. Dạ. Tới về kỳ này tao gặp dịp ăn quá. Ôi ăn là chuyện nhỏ. Được, tao sẽ ra văn nghệ cho đám cưới vợ chồng mày. Nhưng quan trọng mày cưới con nhỏ nào trong xã mình? Em cưới con bé Hợi con Bác Giới. Con Hợi con ông Giới. Ừ. Trời, mày lựa hàng dữ nha. Lựa làm sao dữ? Mày tên Lợn mà mày cưới vợ Hợi con của Bác Giới. Mày lựa hàng gia súc không? Chúc mừng gia đình tiên phong. Tao lo. Ủa lo gì tôi chồng mày. Cảm
ơn anh Năm nha. Yên tâm. Ờ, anh Năm ơi, anh Năm có quen ai ca sĩ thành phố nhiều? Khỏi nói, nghệ sĩ ca sĩ thành phố hiện nay nằm trong bàn tay tao. Tao bóp là chết. Sao mày nghĩ vậy ta? Chứ sao? Cái thằng nào xuống cho một số ngôi sao tên tuổi cho đám cưới của em nổi coi. Bây giờ đám cưới mày muốn chơi nổi phải không? Em chơi nổi luôn. Được, mày muốn chơi nổi, tao sẽ cho mày nổi luôn. Không có đám cưới nào bằng đám cưới mày. Rồi, bây giờ mày muốn chơi nổi, tao sẽ mời toàn bộ nghệ sĩ ngôi sao thành phố quen với tao về dự đám cưới mày đầy đủ, không thiếu một ai. Anh Năm nói em nghe. Đây, đám cưới mày kỳ này, tao mời nghệ sĩ cỡ này, mày chịu không? Ai đâu? Bên nghệ sĩ cải lương tao mời Vũ Linh, Tài Linh, Kim Tử Long, Ngọc Huyền. Đó, em chịu đó. Bên top 10 làng sống xanh tao mời Lam Trường, Phương Thanh, Quang Linh, Mỹ Tâm, Mỹ Thò, Lý Hải, Lý Thông, Đan Trường, Đan Nằm. Đan nổ luôn á. Tao nổ cái gì mày? Đó giờ tôi nghe anh Đan Nằm đâu? Nó mới lên hai bữa nay sao mày biết? Anh Đan Nằm làm cái gì? Đan Trường hát, nó đi theo nằm ngủ. Đợi sống hát mà ngủ. Nó bấm đĩa mệt quá nó ngủ. Cái kỳ vậy cha? Kệ bà nó, hỏi nó, hỏi tao chi? Này mới lãng nha. Thôi được rồi, anh tính giùm tôi tiền bao nhiêu? Nhiêu? Tiền sao lấy nhiêu? Quen với tao mà, làm sao lấy tiền? Nhiêu? Bồi dưỡng. Bồi dưỡng mà nhiêu? Trăm. Quý cái chương trình vậy có 100 ngàn sao? 5 triệu. 5 ngàn là thằng đang nằm. Được đó. Hả? Sao vậy? Em có 10 triệu à. 10 triệu sao mà mời nghệ sĩ đông quá, sao gia đình mày chưa nổi? Thôi không mấy, anh Năm tính giùm em cây nhà lá vườn đi. Là sao? Gói gọn có nhiêu mình làm nhiêu cũng được nữa. Mày có 10 triệu thôi hả? Có 10 triệu à. 10 triệu. Để tao lo. Bây giờ 10 triệu mày đãi đồ ăn và nước uống cho quan khách đi. Còn phần văn nghệ tao lo. Bữa đó dàn nhạc cho mày, tao còn phần ca sĩ tính vậy cho nó gọn. Mày khỏi mời ai tốn tiền. Năm tính sao? Bữa đó tao sẽ làm chủ hôn, tao làm MC luôn. Tao sẽ bước ra tao cảm ơn quý quan khách và quan viên hai họ đến dự tiệc cưới của hai vợ chồng vừa xong. Thì tôi nhảy vô mảy trong phóng ra ca mở màn. À, vậy là chú rể ca mở màn. Đỡ tốn tiền. Quá đã. Mày vừa ca xong tự động mày giới thiệu ba má vợ mà ca luôn. Đỡ tốn tiền. Không phải vừa ca xong tao nhìn thấy tăng ngô. Tao đưa ngoại bà ngoại tao đến luôn. Trời ơi, ngoại bà ngoại anh ca được không? Không có răng. Lên mua. Mua gì? Mua lửa. Mua lửa. Bà bỏng hai lần rồi. Còn ổng trụi luôn. Rồi đám cưới tôi sao? Rồi trụi. Được không á? Thì cái chuyện đó để tao lo. Rồi thôi, rồi mày chơi luôn. Bây giờ nè, Năm chỉ dùng cái nghi lễ của chú rể cô dâu cho em coi. Trời ơi, nghi lễ không phải dễ dàng. Đi chờ cho Năm. Khi nhìn thấy đứng này, cảm ơn quý khách. Mày vợ chồng, mày đứng bên trong sân khấu. Khi nào nghe tao mời một tiếng, thay chồng nắm tay, bước ra. Đứng này, tao mời ba má vợ, ba má mày lên, đứng chung. Thưa quý vị, Hoài Linh nói thành đó là cái ý chính của những chuyện mà người ta viết lại cho ngày sau bây giờ. Chứ còn những cái chuyện mà như cô nói là trai giả gái thì tôi chưa nhớ ra rằng là quý vị đây có nhớ ra có chuyện nào mà trai giả gái không? Tôi thì tôi chưa đọc một cái chuyện nào có trường hợp như vậy, kể cả chuyện Trung Hoa cũng như là chuyện Việt Nam. Bây giờ thì được sự bạn của anh Đại, tôi thân hạnh giới thiệu tới quý vị vở hài kịch thứ hai Lương Sơn Bá Chúc Anh Đại qua phần trình diễn của Chí Tài, Hoài Linh và Bé Tí. Alo, má hả? Con Chúc Anh Đại nè. Má đang cho heo ăn hả? Má ơi, xuân này con không về nha. Dạ. Má đừng có lo, trời đất ơi. 2 năm rồi con ở nội trú, ở chung với bao nhiêu đàn ông mà không ai biết là con là con gái hết trơn á. Dạ, biết nhà trường đuổi con sao? Dạ. Dạ đúng rồi, ảnh là Lương Sơn Bá. Ảnh là anh em kết nghĩa với con thân lắm. Mà con nói má nghe nha. Ảnh ngu lắm. Nhiều khi con đi tắm chung với ảnh á, ảnh không biết nữa. Mà công nhận má nuôi con hay thiệt. Mỗi lần mà con rửa chân á, con giòm cỏ không à. À, má đừng có lo nha. Dạ. Cái gì? Lấy chồng hả? Con một là con à, lấy ai? Thằng nào? Nó làm nghề gì? Nghề đĩa ốc hả? Không được đâu, nghề đó chắc ăn. Giá nhà giờ sắp xuống rồi má ơi.
Câu chuyện đó từ từ tính nha má. Dạ. Má ơi, má nhớ gửi thuốc cho con nha. Không phải thuốc nhức đầu. Cái đó quá rồi. Thuốc ngừa thai á. Ghê gì mà. Thôi má ơi, nói chuyện nhiều tốn tiền quá nha. Thôi không cung cấp à. Nhớ con thì email cho con nghe không. Nổi một nhọt luôn à. Thôi dẹp đi, đừng
tao thấy vậy nè, cái mặt của mày đắp trái dưa leo này vô bao nhiêu cho đủ? Còn 4 kg dưa leo không đắp đủ cái mặt mày. Thôi thì có cái dưa này dễ đắp hơn, không cần phải sắc lát. Dưa gì Quỳnh? Dưa hấu. Mày mua nguyên trái dưa hấu xong mày sắn đôi ra, xong mày khoét cái lỗ mày ốp lên mặt mày, mày ngủ. Thấy cái đó chắc ăn hơn. Ê mà Lương công tử, chuyện gì? Con nghĩ dưa hấu cũng không đắp nổi cái mặt của công tử nhà con đâu nha. Con nhìn mặt công tử nhà con nghĩ có một loại dưa đắp mà vừa rẻ tiền á, mà nó vừa hạt lắm á. Dưa gì? Dưa da. Sao lại đắp dưa da? Trời ơi, mỗi lần nhìn mặt công tử con là con tưởng ngay có cái tô thịt thịt heo kho tàu à. À, mà kèm với cái hũ dưa da là trời, số 1 nha. Thố thiệt á. Thố công tử. Điều chuyện mày. Thằng này cuốn ai đi ra nè. Nó hổn nhiều chuyện gì? Đi vô lấy nước mà công tử. Công tử.